Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ cùng anh em trải nghiệm tiếp game Wanaka nha. Hình như một vài hôm trước thì game nó lag ấy, mình chưa trải nghiệm được. Hôm nay game nó chính thức là hết lag rồi. Hình như hôm nay là tất cả anh em đều được trải nghiệm rồi thì phải. Hôm nay mình vào và mình thấy trồng cây với nuôi thả cá với cả thả boa khá là nuột anh em ạ. Nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục trải nghiệm nha. Thấy tình trạng lắc giật như cái hôm đầu tiên mình test thử không còn nữa rồi anh em, chơi khá là ok đấy. Bây giờ mình sẽ trồng một cái cây táo đi, vườn ao chùa anh em, trồng mấy cây táo xung quanh cái hồ này đi. Đây là một cái mảnh đất cơ bản thôi nha, không phải đất NFT nha. Đấy, vườn ao chùa là phải trồng hết cây rồi, hết sạch rồi nha. Đây là còn có các loại cây theo giờ đấy anh em ạ. Ví dụ như cây này là bao nhiêu giờ đấy, hai loại cây khác nhau này đúng không? Cây này 11 giờ, 12 giờ này, cây này cũng 12 giờ. Thế mà sao lúc nó bảo là không tìm thấy cây nhỉ, không cho trồng một lúc 6 cây à? Mà mình chưa hiểu lắm, tưởng hai loại cây khác nhau trông giống y xì nhau mà. Trồng chắc 12 tiếng sau là thu được hoạch. Đó, thế là trồng xong rồi anh em, nuôi bò trồng các thứ cây hết rồi, các tài nguyên rồi. Cho 10 cái đầm wild free ấy. Từ lúc mình nhận được cái đầm wild free là trong cái túi này này, hôm nay mình lốc lại vào thì mình thấy nhận được. Đây là cái đất phổ thông thôi, đất cơ bản hết rồi nhá. Nói chung là tầm nay thì dễ chơi dễ trung thường. Mấy cây bắp cải là tầm 6 tiếng này, con bò này tầm 1 tiếng, và mấy cây táo này những 12 tiếng, con cá koi thì bao nhiêu tiếng đây, cá không nhìn thấy em ạ. Ở đây nhìn thấy con cá đấy rồi, cá 17 tiếng, cá 17 tiếng anh em ạ. Mình bây giờ là chắc tất cả những anh em được test thử đấy, anh em test đi thôi. Chắc lúc con game mình ra mắt chính thức thì nó sẽ kiểu như là chúng ta cần có cái đồng Wanna, sau đó chúng ta sẽ vào đây chúng ta đổi, có thể là đổi từ đồng Wanna sang ở đây có Wanna shop này, mình vào đây mình xem thử nhá. Wanna shop nhưng gọi mua bằng đồng quay, nó chưa cho mua bán bằng đồng Wanna. Có thể là chúng ta trong phiên bản chính thức sẽ được dùng đồng Wanna để đổi sang đồng quay anh em ạ. Mình nghĩ có thể thế, để trong cái giai đoạn đầu tiên ấy, anh em phải mua cái hóa seed pack này, hóa seed pack này để trồng. Map Event Factory hết rồi. Nhiệm vụ hàng ngày này, bơm 150 năng lượng. Là cũng nhận được mấy đồng wild free đây. Sóng. À, mình có cách nhận được thêm đồng ngoài rồi nha. Đào đi xong lại đích nó vào anh em ạ. Cái
nữa là xong một cái nhiệm vụ này là mình sẽ có thêm tầm quay để mình mở. Đó. Đây làm hết những nhiệm vụ này là cũng được nhiều đồng phết đấy chứ anh em. Sweet apple. Đợi trồng cây táo lớn. Hơn 50 năng lượng nữa. Bơn check. Cái này thì mở 150 u, hơn 50 năng lượng. Thôi mình vào Wana Shop mình mua tiếp cho anh em xem nha. Đấy, anh em nghiên cứu làm mấy nhiệm vụ trong này khá đơn giản. Seed pack, mua hẳn 7 pack luôn nha. Ồ, nó chỉ cho mua 2 pack thôi. Giới hạn anh em ạ. Hình như mỗi tài khoản thì từ đầu chỉ được mua 5 pack thôi. Vào khởi động ấy. Đâu nhỉ? Đây, vào phần chi giờ này. Như chỉ được mua 5 pack thôi. Đã, tiếp tục trồng cây. Game này mượt rồi. Này, game ra mắt được rồi anh em. Ra mắt sớm. Anh em còn gỡ vốn. Hết. Với nước này. Mấy bò này cũng dễ rồi. Chọn. Đàn bồ à. Rồi giờ mình đi trồng cây táo đi. Rồi, cho mấy con cá vào đã. Con này có rồi. Hết. Nó không cho mua nhiều cái gói pack này. Chắc là có thể kiểm chế lạm phát chẳng hạn. Có thể trong giai đoạn đầu cái đồng quay này nó khá là giá trị đấy anh em ạ. Nên là mình không biết lúc mới vào thì chúng ta sẽ sở hữu cái đồng này như nào. Ôi sao có một con ở đây mà nó lại ghi hết nhỉ. Ủa, rất nhiều luôn. Hết rồi. Xem có nhiệm vụ nào không. Nhiệm vụ đốt mana 40 mấy mana nữa lại được 10 đồng quay này. Nhưng mà không mua được thêm seed pack. Có thêm 10 cái đồng quay này chắc chả để gì. Mua mấy cái đồ trang trí này. Mấy đồ trang trí này chắc cũng không cần thiết đâu. Dơm dạ. Ồ, cái này là cái gì đây anh em ơi?
Đây là gì? Vảy cá à? Thịt à? Còn đây là bắp cải sau khi thái lát à? Mấy cái này thì là mấy cái món được chế biến sẵn rồi anh em ạ. Táo táo thái miếng rồi nên như kiểu hạt tiêu này, bơ này, sữa này. Đây là sản phẩm sau khi làm ra từ cái nông sản này thôi anh em ơi. Thế thì còn cái factory này thì chế như nào? Chắc là cho mấy nguyên liệu vào đây xong chế nhỉ. Ví dụ như những cái món này đây có này. Salad này. Mình sẽ chế được món salad asgard. Này, salad asgard. Táo, muối và đường. Cái pepper này gì? Pepper là cái gì không biết đâu. Gamma. Beta. Dưa húc. Mấy cái này để làm gì anh em? Không nói tính năng cho chúng tôi à? Thế thì từ những cái bắp cải mình thu hoạch được mình muốn chế thành những cái khác thì làm điều gì ta? Chi rồi. Chắc là từ những cái đấy xong mình có thể bán. Chắc mình bán là mình kiếm ra thôi. Thôi đợi ngày mai thu hoạch đi xem như nào mình bóc vạch tiếp anh em nha. Nghịch tiếp. Hôm nay test đây rồi. Game luột rồi, chắc là tất cả anh em đều được trải nghiệm rồi đấy. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Không thì mình cứ thử chế bừa một cái đi nào. Salad muối rồi, chỗ đấy bốn vật phẩm, chắc là mua được một cái này. Thế chế mà là sao đây nhỉ? Chưa hiểu lắm em ạ. Một cái mình đều có một thứ tầm mà tích của số cộng hay không được này. Mua trong shop này. Là như nào? Chưa cho select cả hay là trong phiên bản này nó chưa cho chế nhỉ? Ấn nút nào để cho nó quăng vật phẩm vào đây? Ôi, kệ đi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha.